Sau đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 tại quảng trường Thánh Phaero. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anh chị em thân mến, trình thuật theo Tin Mừng Thánh Luca chương 24 kể lại rằng Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ. Trong khi các tông đồ còn đang nói thì chính Chúa Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rồi xem, mà đầu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Hôm nay tôi muốn nói về đề tài các thừa sai của niềm hy vọng ngày nay. Tôi hài lòng làm điều này vào đầu tháng 10, là tháng truyền giáo và cũng là lễ kính thánh Francisco Assisi, đã là vị thừa sai lớn của niềm hy vọng. Thật thế, Kitô hữu không phải là ngôn sứ của tai ương. Anh chị em hiểu không? Chúng ta không phải là các ngôn sứ của tai ương. Nòng cốt lời loan báo của họ ngược lại với tai ương. Đó là Chúa Giêsu chết vì yêu thương và Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại sáng ngày phục sinh. Và đó là nòng cốt của niềm tin Kitô. Nếu các tin mừng chỉ dừng lại trên việc an táng Chúa Giêsu, lịch sử của vị ngôn sứ này sẽ chỉ được thêm vào biết bao nhiêu tiểu sử của các nhân vật anh hùng đã tiêu hao cuộc sống trong một lý tưởng. Tin mừng khi đó sẽ chỉ là một cuốn sách xây dựng và an ủi, nhưng sẽ không phải là một loan báo của niềm hy vọng. Nhưng các tin mừng không khép lại vào ngày thứ sáu tuần thánh, chúng đi xa hơn. Và chính mạnh cuối cùng này biến đổi cuộc sống chúng ta. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã bị đánh quỵ trong ngày thứ bảy sau vụ Ngài bị đóng đinh. Hòn đá đã được lăn lấp cửa mộ, cũng đã đóng kín 3 năm hăng say sống với thầy tại làng Nazareth. Xem ra tất cả đã chấm dứt, và vài người thất vọng sợ hãi đang rời bỏ Jerusalem. Nhưng Chúa Giêsu sống lại, sự kiện không trong đời này lật ngược và đảo lộn tâm trí các môn đệ. Bởi vì Chúa Giêsu không sống lại cho chính mình, làm như thể là sự tái sinh của Ngài là một đặc ân cần ganh tị. Nếu Ngài lên với Thiên Chúa Cha là bởi vì Ngài muốn rằng sự sống lại của Ngài được chia sẻ cho mọi người và lôi cuốn mọi thụ tạo lên cao. Và trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ được biến đổi bởi hơi thở của Chúa Thánh Thần. Các vị sẽ không chỉ có một tin đẹp mang đến cho mọi người, mà chính các vị sẽ là những người đầu tiên như được tái sinh vào cuộc sống mới. Sự sống lại của Chúa Giêsu biến đổi chúng ta với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu sống và sống giữa chúng ta. Ngài sống và có sức mạnh biến đổi chúng ta. Thật đẹp biết bao nghĩ rằng mình là những người loan báo sự sống lại của Chúa Giêsu, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả các việc làm và lời chứng tá cuộc sống nữa. Chúa Giêsu muốn các môn đệ không chỉ có khả năng lặp lại các công thức đã học thuộc lòng. Ngài muốn các chứng nhân, những người lan truyền niềm hy vọng với kiểu tiếp đón, cười và yêu thương của mình. Nhất là yêu thương, bởi vì sức mạnh của sự sống lại khiến cho các Kitô hữu có thể yêu thương, cả khi tình yêu xem ra đã lạc mất các lý do của nó. Có một điều hơn ở trong sự hiện hữu Kitô, và nó không được giải thích một cách đơn sơ với sức mạnh của tâm hồn hay một sự lạc quan lớn hơn.
Không, đức tin, niềm hy vọng của chúng ta không chỉ là một sự lạc quan, nó là một cái gì khác, khác hơn nhiều. Nó như thể các tín hữu là những người có một mảnh trời hơn nữa ở trên đầu. Điều này thật đẹp. Chúng ta là những người có một mảnh trời hơn nữa ở trên đầu, được đồng hành bởi một sự hiện diện mà ai đó không thể trực giác được. Như thế, nhiệm vụ của các Kitô hữu trong thế giới này là mở ra các không gian của ơn cứu rỗi, như các tế bào của sự tái sinh có khả năng trả lại nhựa sống cho những gì xem ra đã mất luôn mãi. Khi bầu trời âm u thì thật là một phước lành cho ai biết nói về mặt trời. Đó, Kitô hữu đích thật là như thế, không than vang và giận dữ, nhưng xác tín nhờ sức mạnh của sự sống lại, xác tín rằng không có sự dữ nào vô tận, không có đêm đen nào mà không kết thúc, không có người nào sai lầm một cách vĩnh viễn, không có thù hận nào mà không có thể chiến thắng bởi tình yêu thương. Chắc chắn là đôi khi các môn đệ sẽ trả giá mắc mỏ cho niềm hy vọng mà Chúa Giêsu ban cho họ. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao nhiêu Kitô hữu đã không từ bỏ dân tộc mình khi thời bách hại đến. Họ đã ở lại đó, nơi người ta không chắc chắn với ngày mai, nơi không thể đưa ra các chương trình thuộc bất cứ loại nào. Họ ở lại đó hy vọng nơi Thiên Chúa. Và chúng ta hãy nghĩ tới các anh chị em Trung Đông làm chứng cho niềm hy vọng và chân hiến cuộc sống cho chứng tá ấy. Những người này là các Kitô hữu đích thật. Những người này mang bầu trời trong tim. Họ nhìn xa hơn, luôn luôn xa hơn. Ai được ơn ôm ấp sự sống lại của Chúa Giêsu thì còn có thể hy vọng nơi điều không thể hy vọng. Các vị tự đạo thuộc mọi thời đại với lòng trung thành của các vị với Chúa Kitô kể lại rằng sự bất công không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Nơi Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể tiếp tục hy vọng. Những người nam nữ có một lý do tại sao sống thì có nhiều sức kháng cự hơn những người khác trong thời gian gian lao khốn khó. Những ai có Chúa Kitô bên cạnh thì họ không sợ hãi gì hết. Và chính vì vậy, các Kitô hữu không bao giờ là những người dễ dãi và thỏa hiệp. Các Kitô hữu đích thật, đúng không? Không được lầm lẫn sự dịu dàng của họ với một ý thức về sự không chắc chắn và nhượng bộ. Thánh Phaolô khích lệ Timôthê chịu đau khổ vì tin mừng và nói như thế này: vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Bị ngã, họ luôn luôn đứng dậy. Anh chị em thân mến, đó là lý do tại sao tín hữu Kitô là một thừa sai của niềm hy vọng. Không phải vì công nghiệp của họ, nhưng nhờ ơn của Chúa là hạt giống đã rơi vào lòng đất, đã chết và đã sinh nhiều bông hạt. Thank you.